Xin chào anh em, mình là Kiên, chuyên review đồng hồ chính hãng. Rất vui khi được gặp lại anh em. Mình là chủ kênh YouTube Kiên Luxury và mình cũng là chủ của thương hiệu Kiên Luxury. Bên mình chuyên phân phối những dòng máy đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng từ Hublot, Rolex, Omega cho đến rất là nhiều những thương hiệu cao cấp khác nữa. Anh em thì liên lạc với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu anh em một chiếc đồng hồ Omega mình vừa mới về. Và em này của mình sẽ với tình trạng new full set, đầy đủ full hộp sổ thẻ phụ kiện bảo hành đi kèm theo. Ở trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết chiếc đồng hồ Omega. Đồng thời mình sẽ trên tay ở phần cuối video để anh em có thể nắm được tất cả mọi thứ về thiết kế đồng hồ này. Như anh em biết được, Omega có rất là nhiều những dòng máy khác nhau và mỗi một dòng máy lại mang đến cho người chơi, người đeo một phong cách khác nhau. Chiếc đồng hồ mình sẽ đánh giá cho anh em ngày hôm nay sẽ là một trong những thiết kế cao cấp bậc nhất của thương hiệu Omega. Một chiếc Omega Debut Our Vision với thiết kế lịch thường niên. Với thiết kế loại lịch này thì một năm anh em chỉ phải chỉnh lại lịch duy nhất một lần mà thôi. Và với chất liệu thân vỏ được làm bằng vàng đúc 18K, loại vàng đỏ, thì anh em sẽ có được một trong những dòng máy mang phân khúc cao cấp bậc nhất anh em nhé. Sơ qua một chút về phần sổ thẻ phụ kiện đồng hồ trước khi mình đi vào chi tiết chiếc đồng hồ ngày hôm nay. Thì ở đây mình sẽ có được phần hộp giấy phía bên ngoài của chiếc đồng hồ, hộp gỗ phía bên trong, sổ sách bao da đầy đủ đi kèm theo. Thẻ bảo hành toàn cầu, khi nào anh em lấy thì mình sẽ điền cho anh em cái date vào và anh em sẽ được bảo hành là 5 năm anh em nhé. Quay trở lại với thiết kế ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ có được một em Omega với thiết kế size rất là vừa vặn, size 41mm. Thông thường với những dòng máy mà có thiết kế to khỏe, lắc, dài và thẳng thì size 41 sẽ là một size tương đối là to. Tuy nhiên với những dòng máy debut, thiết kế thân vỏ, bo tròn, lắc, càng, tất cả mọi thứ đều được thiết kế thon gọn và bó cụp lại. Thì đây sẽ là một trong những thiết kế đeo trên tay cực kỳ là vừa vặn với những anh em có chu vi cổ tay vừa, cổ tay to cũng như là cổ tay hơi nhỏ một chút. Trừ khi là anh em tay quá nhỏ thì anh em mới không đeo được thôi. Em này của mình sẽ với thiết kế thân vỏ được làm bằng vàng đỏ. Đây là một trong những chất liệu thường được sử dụng trong những dòng máy cao cấp của thương hiệu Omega. Kim cọc làm nên chiếc đồ này 3 kim giờ phút giây cùng với cả những cọc số, cọc la mã thì cũng sẽ được làm bằng vàng đỏ luôn, kết hợp với cả phần khóa cũng sẽ được làm bằng vàng đỏ anh em nhé. Tất cả những gì anh em thấy thì nó đều được làm bằng vàng đỏ cả, nó sẽ đi cùng tông luôn với phần thân vỏ. Mặt đồng hồ sẽ là một em sử dụng thiết kế mặt trải tiên âu. Đây là một trong những loại mặt hot hit bậc nhất, đẹp nhất khi mà kết hợp với cả vàng hồng, khi mà kết hợp với cả vàng đỏ. Mặt nâu sẽ có đặc điểm là khi anh em nghiêng ở những góc độ khác nhau thì anh em sẽ ra được những tia sáng khác nhau, những tia sáng thẳng, những tia sáng cong. Với phần trụ kim là trung tâm, thiết kế thì sẽ là 3 kim với phần ô lịch được đặt ở góc 3 giờ. Và đây thì mình sẽ có được phần ô lịch ngày cũng như là ô lịch tháng. Với thiết kế lịch thường niên thì một năm anh em chỉ phải chỉnh lại lịch duy nhất một lần mà thôi. Đây là một điều anh em có thể lưu ý cho mình. Anh em để thấy dòng chữ là annual calendar ở đây, có nghĩa là lịch thường niên. Một năm chỉ phải chỉnh lại lịch duy nhất một lần bởi vì chiếc đồng hồ có thể nhận biết được tháng nào có 30 ngày và tháng nào có 31 ngày. Ở trên góc 12 giờ thì mình sẽ có được phần thiết kế logo vương miện quyền uy đến, sorry anh em, mình sẽ có được phần thiết kế logo hình móng ngựa đến từ thương hiệu Omega. Ở dưới là dòng chữ Omega và Annual Calendar. Còn ở phần dưới góc 6 giờ sẽ là đầy đủ những dòng chữ của một dòng máy debut. Đó chính là debut này, Coiso này, Chronometer. Coiso chính là công nghệ bộ thoát đồng trục của Omega. Đây là một công nghệ giúp cho đồng hồ chạy chuẩn, chính xác kể cả khi miếu con. Còn Chronometer sẽ thể hiện size số của chiếc đồng hồ này sẽ rất là thấp, nhanh không quá 6 giây một ngày và chậm không quá 4 giây một ngày. Còn ở dưới cùng thì sẽ là dòng chữ Squidman. Về thiết kế đồng hồ thì đây sẽ là một em với hai lòng, lòng bên trong có những đường nét chảy tia, còn lòng bên ngoài sẽ có được những đường đánh vân theo hình vòng tròn như thế này. Đó, anh em có thể nhìn thấy ở đây. Kim cọc thì hãng sẽ thiết kế khá là nhiều góc phát khác nhau, vậy nên khi anh em nghiêng ở những góc độ khác nhau thì anh em sẽ ra thấy được những sự phản sáng khác nhau, sự đối xứng khác nhau ở trên những phần kim cọc của thiết kế đồng hồ này. Còn mặt kính thì sẽ là mặt kính sapphire nguyên khối chống xước rồi, phủ thêm cả chống lóa nữa, nên khi anh em nhìn vào phía trong của mặt kính nó sẽ nét căng, cho dù ánh sáng rất là mạnh chiếu vào, anh em nhìn mọi thứ vẫn rất là nét, dễ dàng trong việc nhìn giờ phút giây. Ở đây mình quay video đồng hồ, nó còn hơi phản một chút lóa, còn nếu như anh em nhìn ở bên ngoài thì anh em sẽ không thấy lóa một chút nào cả. Omega là một trong những thương hiệu có khả năng phủ chống lóa rất là đẹp, rất là tốt dành cho thiết kế đồng hồ. Nếu như anh em muốn chỉnh lịch giờ phút giây dành cho chiếc đồng hồ này thì anh em hãy kéo cho mình hai nấc ra. Hai nấc chính là chỉnh lịch giờ phút giây anh em nhé. Còn một nấc thì sẽ là chỉnh lịch ngày cũng như là lịch tháng.
một chiều chỉnh lịch ngày, một chiều chỉnh lịch tháng. Và sau khi chỉnh xong, anh em bấm cho mình kịch cái nút này vào. Bây giờ thì mình sẽ show cho anh em cái cách mà Omega hoàn thiện chiếc đồng hồ này, sẽ là sự phối kết hợp giữa đánh bóng và đánh phanh xước. Ở phần trên đánh bóng thì nó sẽ tạo ra được sự nổi bật, nét cuốn hút. Còn ở phần bên hông được đánh phanh xước thì nó sẽ tạo ra khả năng chống xước rất là tốt dành cho thiết kế đồng hồ. Bởi anh em biết rằng đồng hồ thì khi anh em đeo và xỏ dây vào thì nó sẽ như thế này. Form đồng hồ sẽ như thế này và anh em rất hay để như này xuống dưới bàn. Vậy nên ở phần bên hông được đánh phanh xước là một điểm khá là hợp lý của thương hiệu Omega. Núm thì sẽ có được phần thiết kế logo của hãng ở đây rồi. Ở đằng sau đáy thì mình sẽ có được một thiết kế đáy hở. Em này của mình là một em sử dụng bộ máy Omega Coiso 8611. Thì đây là một bộ máy với 39 chân kính, 25.200 tần số dao động cùng với cả 60 giờ chữ cót, bộ máy đời cao của thương hiệu Omega. Với phần rotor cũng như cầu cân bằng sẽ được làm bằng vàng đúc. Và ở đây thì mình sẽ có được những chuyện chứng nhận vàng đúc như là 750, 750 đây. Sẽ có một số những dòng máy ghi là AU750. Thì AU750 hay 750 đều có ý nghĩa như nhau, đó chính là chuyện chứng nhận vàng đúc anh em nhé. Thông thường thì ở những vị trí mà vàng để chuyện vàng đúc nó nhỏ như thế này, ví dụ như là cầu cân bằng hay là rotor, thì các hãng sẽ chỉ ghi chuyện 750 thôi. Còn với một số vị trí mà nó sẽ rộng và thoáng một chút thì hãng sẽ có được đầy đủ chuyện, từ chuyện AU750, chuyện đồ chói bắc nào, chuyện cân tiểu ly. Đây anh em sẽ thấy ở những càng này, bên này thì sẽ là series của đồng hồ, bên này thì sẽ là logo của hãng. Với khả năng chịu nước lên đến 100m, anh em hoàn toàn có thể thoải mái đi mưa, rửa tay nhẹ. Rất là thoải mái anh em nhé. Nhưng tất nhiên nếu như anh em muốn bộ dây này được giữ bền bỉ qua 5 tháng thì anh em nên hạn chế điều đó. Nếu như anh em thích một bộ dây màu khác thì anh em có thể đặt và mình sẽ đặt giúp cho anh em. Màu đen hay màu nâu đều được. Còn bộ dây zin của hãng thì nó sẽ là bộ dây nâu đen như là mình review cho anh em xem ở đây. Cũng có khả năng chống chịu nước rất là tốt. Cuối cùng thì sẽ là bộ khóa được vàng đúc, bộ khóa bấm chống cập với đầy đủ những chuyện chứng nhận vàng đúc. Bây giờ thì mình sẽ trên tay để anh em xem thử. Chiếc đồng hồ này thì rất là sang trọng rồi. Trên tay mình thì rất hợp lý. Anh em mùa đông, anh em đeo dây da kết hợp với vàng đúc thì rất là ấm rồi. Chiếc này nó sẽ phù hợp với anh em có chu vi cổ tay tầm từ khoảng 15.3cm đổ lên là anh em đeo được. Còn anh em nào tay 16, 17, 18, 19, 20 thì đeo sẽ rất là đẹp. Chiếc này nếu như anh em vào hãng, anh em sẽ phải bỏ ra với mức giá rất là cao, lên đến 555 triệu. Còn hiện tại mình đang có sẵn một em new full set, mình săn sale chiết khấu với mức giá ép hơn rất là nhiều, chỉ loanh quanh là 279 triệu mà thôi anh em nhé. Thích em nào mà quan tâm về thiết kế đồng hồ này, anh em có thể nhắn tin, gọi điện, trò chuyện với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Mình có nhận giao lưu được các tất cả những dòng máy đồng hồ luxury chính hãng. Và anh em có thể kết bạn với mình qua Zalo, qua Facebook để cập nhật thêm những mẫu đồng hồ mới. Hoặc cần tư vấn bất cứ điều gì thì anh em cứ thoải mái nhắn tin, gọi điện, trò chuyện với mình. Cảm ơn anh theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào quý anh chị em.